tầm giá trị rất nhiều hơn. Một điều thực tế này là như thế, rất là phũ phàng nhưng mà nó là thực tế. Đó là khi bạn Lan cầm một chiếc điện thoại iPhone thì có thể rất dễ dàng hơn một bạn gái nhiều hơn. Đây là những chiếc iPhone, đây là chiếc iPhone 6 mới nhất, và đây là chiếc iPhone 5S. Và đồng bộ theo đó thì không thể thiếu được một chiếc iPad. Bây giờ giới trẻ hay cầm chiếc iPad và đeo cặp sau lưng như này, đi đâu cũng mang theo kè. Thế bao giờ cũng phàng, không phải bao giờ chúng ta đủ tiền để mua một chiếc iPhone hay iPad mới, hoặc là một chiếc MacBook hay là chiếc iMac mới. Mà cái thị trường rất hot hiện đang này đó là làm mua được một chiếc iPhone cũ mà còn tốt. Chính vì thế hôm nay chương trình giao review và hướng dẫn các bạn mua một chiếc sản phẩm cũ của hãng công nghệ Apple tốt mà giá lại rẻ. Mời các bạn cùng xem. Có một sự thật là về thẩm mỹ bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến điều ra quyết định mua một chiếc iPad cũ. Trước khi mua một chiếc iPad cũ, chúng ta cũng nên kiểm tra toàn bộ vẻ bên ngoài của chiếc iPad. Nó có móp méo quá hay không? Vỏ nhôm có móp méo quá hay không? Các hôm tăng giảm lượng có bị cháy xước quá hay không? Nói nó móp méo vừa phải, chúng ta vẫn có thể mua chiếc iPad này. Và chúng ta cũng nên sắm cho mình một chiếc vỏ cây để bù trừ cái việc móp méo đó. Nếu nó móp méo quá, chúng ta tốt nhất không nên mua cái iPad này. Mua bất kỳ món hàng nào thì chúng ta cũng nên quan tâm nguồn gốc xuất xứ của món hàng đó. iPad cũng vậy, để biết nguồn gốc xuất xứ của iPad có một cách đơn giản là chúng ta cần vào phần cài đặt chung này, vào phần giới thiệu, nó sẽ cho chúng ta một số kiến thức quan trọng như là số series máy này, kiểu máy này, số email. Từ ba thông tin này chúng ta có thể dò ra được đây là máy dành cho thị trường nào, máy còn bảo hành không, ngày sản xuất của máy, vân vân. Đây là những thứ rất là quan trọng. Cho nên điều quan trọng trước khi mua một chiếc iPad cũ là chúng ta phải kiểm tra khả năng sạc pin và dung lượng pin của chiếc iPad. Ở đây bạn cần một chiếc sạc và cắm xem sạc có hiện sự độ sét hay không. Nhưng ở đây thì rõ ràng là sạc là tốt. Các bạn thấy dung lượng pin là 35% và pin và iPad là chúng ta đã sạc. Như vậy là sạc của chiếc iPad này là ok. Kiểm tra pin của iPad đã bị chai hay chưa thì có một số cách như thế này. Bạn có thể bật ứng dụng đồ họa mạnh như là game hoặc là bộ phim Full HD. Ở đây mình dùng phương pháp là bật một phim Full HD để kiểm tra cho pin. Bạn bật toàn bộ trong vòng 1 tiếng và nó bạn tắt đi. Pin tụt nhanh có nghĩa là pin của chiếc iPad là bị chai, nếu nó tụt chậm có nghĩa là đang pin bình thường. Cảm ứng trên iPad là một trong những điều rất quan trọng. Có một cách để kiểm tra chất lượng cảm ứng trên bề mặt của iPad đó là chúng ta lấy một tay nó ví chặt vào biểu tượng trên bề mặt của iPad, nó khắp toàn màn hình. Đấy, như các bạn thấy, nếu cái biểu tượng nó bị văng ra ngoài ở điểm nào đó, có nghĩa là cảm ứng trên bề mặt ở trên chỗ đó đã bị hỏng liệt, thì bạn sẽ không nên mua chiếc iPad này nữa. Để kiểm tra màn hình của iPad có bị những điểm chết hay không, có một cách đơn giản là bạn tắt nguồn iPad sau đó khởi động lại. Trong quá trình khởi động thì nó sẽ xuất hiện một màn hình đen và khi đó chúng ta sẽ có thể phát hiện được những điểm chết bất thường, điểm sáng bất thường, điểm loa bất thường. Đó, cách đó rất đơn giản không? Trên iPad các phím home, các phím tăng giảm âm lượng và phím hóa xe màn hình là những thứ rất hay dùng.
các bạn cũng nên kiểm tra kỹ trước khi mua iPad cũ. Để kiểm tra phim home, chúng ta có thể, các bạn có thể dùng phương pháp của mình ở đây. Các bạn chuyển qua lại ứng dụng rồi bấm phim home để nó quay trở lại trang ban đầu. Đấy, rất là đơn giản phải không? Ở đây mình có kết hợp kiểm tra ba thứ, mình kiểm tra wifi, kiểm tra loa và kiểm tra nút tăng giảm âm lượng. Ở đây nút wifi đã vào, sau đó mình bật bản nhạc lên, mình kết luôn loa vào iPad, sau đó mình dùng phím tăng giảm âm lượng để kiểm tra xem nó còn những chức năng này không. Đó, rất đơn giản phải không? Nếu iPad của bạn là định mua là phiên bản 3G hoặc 4G thì bạn cũng nên vào lấy một chiếc SIM và kiểm tra tính năng 3G, 4G của chiếc iPad đó. Trước khi ra quyết định mua một chiếc iPad cũ thì bạn cũng nên kiểm tra camera trước và sau của chiếc iPad. Đây, ở đây mình đã kiểm tra camera trước và camera sau của chiếc iPad này. Mọi thứ đều ok, mọi thứ đều tốt. Camera là một thứ rất quan trọng của chiếc iPad.